Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Anh Chế. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em phần 2 về các phiên bản cosplay cực kỳ hài hước xoay quanh các vị tướng trong game Liên Quân Mobile. Xin mời anh em đón xem. Mở đầu clip ngắm này, anh Béo sẽ sử dụng một quả ớt chuông để cosplay. Đầu tiên, anh ta cắt tỉa quả ớt với hình thù như thế này. Sau đó khoác lên mình một chiếc váy được làm từ giấy vệ sinh. Anh Béo đã cosplay thành công skin Violet về thần với một khẩu súng siêu cay. Tiếp theo, anh Béo sẽ sử dụng một chai nước cam để cosplay. Mọi người có đoán ra được đây là vị tướng nào không? Vâng, đây chính là vị tướng John với mũi tên được làm từ nước cam. Trời nóng như thế này mà làm một ngụm nước cam thì thật là sảng khoái. Tiếp theo, anh Béo sẽ sử dụng quần băng dính này để cosplay. Đầu tiên, anh ta dán băng dính lên cơ thể của mình để làm một chiếc váy. Sau đó đội lên đầu một mái tóc được làm từ những sợi dây ni lông màu trắng. Mọi người có đoán ra được đây là vị tướng nào không? Vâng, đây chính là skin Yena, Dạ Nguyệt Thánh Nữ. Và đây là hậu quả của việc dán băng keo ở những nơi nhạy cảm. Tiếp theo, anh Béo sẽ sử dụng những chiếc kẹp áo quần này để cosplay. Anh ta dán những chiếc kẹp áo quần này lên những tấm gương trong suốt, rồi đứng sau những tấm gương đấy để hóa thân thành vị tướng Triều Vân, kỳ sĩ kẹp áo quần. Cuối cùng anh Béo cũng phải trả giá vì cho những thứ linh tinh vào mồm. Ôi mày ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì? Xã hội là khôn sống ngu chết kêu cái mẹ mày kêu. Và đây là vị tướng Théo Nát được tái hiện lại bởi anh Béo. Sau đây anh Béo sẽ sử dụng những quả bong bóng để cosplay. Đầu tiên, anh ta bơm những quả bong bóng này lên, sau đó dán lên cơ thể của mình để làm skin Théo Nát về thần. Cái này đẹp thế. Tiếp theo, anh Béo sẽ vẽ lên cánh tay của mình một vị tướng. Còn bản thân anh ta hóa thân thành vị tướng Lauria Hoa Khôi Giả Hội và John Nam Thần Giả Hội. Tiếp theo, anh Béo sẽ sử dụng những miếng gà rán KFC này để cosplay. Và đây là vị tướng Oma, đùi gà chiên. Cosplay xong mà không ăn thì hơi phí. Sau đây anh Béo sẽ sử dụng một lò sơn màu xanh để cosplay. Anh Béo đã dùng lò sơn kia đổ lên đầu của mình để cosplay skin La Vi Thiên Hà. Tiếp theo anh Béo dùng một chiếc dao cạo râu cạo sạch lông chân của mình. Sau đó dùng hai chiếc dép để làm chiếc áo của vị tướng Lauriel. Trong lúc giặt áo quần, anh Béo đã sử dụng được giặt áo quần màu xanh để cosplay vị tướng Vedet, thủy thần kiêu diễm. Và anh Béo đã sử dụng những quả ớt này để cosplay skin Hayate Quỷ Diễn. Và với một con cá cảnh này, anh Béo đã sử dụng nó để làm chiếc váy của vị tướng Airy.